Từ Mạc Tư Khoa đến Hà Nội, khoảng cách rất xa về địa lý, nhưng lại rất gần gũi giữa hai đảng Cộng sản Liên Xô và đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của Cộng sản quốc tế, đầu não chỉ huy nằm tại Điện Cẩm Linh. Những gì đã xảy ra tại Liên bang Xô Viết cũng sẽ xảy ra tại Việt Nam một khi Cộng sản cướp được chính quyền. Ông Nguyễn Văn Thùy, trước 1975, là giáo sư dạy tại các trường Đại học Cần Thơ, Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Ông là tác giả bộ sách Lò Đào Tạo Cán Bộ Sách Động của Cộng sản Quốc tế, một tác phẩm biên khảo công phu về kế hoạch đào tạo cán bộ sách động do Cộng sản Quốc tế soạn thảo để huấn luyện cho các đảng Cộng sản tại các nước, nguyên là thuộc địa hay bán thuộc địa. Việc thiết lập hệ thống nhà tù, kỹ thuật tra tấn các tù nhân, cán bộ Cộng sản sách động Việt Nam học tại trường Đại học Lao động Phương Đông ở Liên Xô. Bởi vì lúc đó hệ thống các nước Cộng sản Đông Âu chưa hình thành, do đó họ học cách điều tra, cách tra tấn, thiết lập hệ thống nhà tù đều do cái mẫu mực của Liên Xô mà ra. Thí dụ những trại cải tạo là bắt chước theo cái Gulag ở Liên Xô. Cách tra tấn thì bắt trước nhà thù ở Moscow. Gulag là tên gọi để mô tả các trại trừng giới, các trại lao động khổ sai tại Siberia dưới thời Stalin cai trị, thuộc hệ thống nhà tù của Liên bang Xô Viết từ thập niên 1930 đến thập niên 1950. Alexander Solzhenitsyn, nhà văn Nga đoạt giải Nobel về văn chương năm 1970, đã trình bày cho thế giới sự tàn bạo trong các trại Gulag qua tác phẩm Quần đảo Gulag. Ông đã mô tả quần đảo Gulag như một hệ thống nhà tù hành hạ tù nhân cho đến chết. Dưới thời tiết khắc nghiệt của vùng Siberia, tính từ năm 1929 đến năm 1953, khoảng 14 triệu người đã bỏ mạng tại quần đảo Gulag. Cộng sản Việt Nam đã lập bản sao mô hình nhà tù của Liên Xô tại miền Bắc để giam giữ những người thuộc các đảng phái quốc gia, thậm chí cả những thành phần Cộng sản nhưng theo đệ tứ, và mọi đối tượng bị tình nghi chống chế độ. Các chức sắc tôn giáo và các văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác cũng không thoát khỏi giam cầm, lao động khổ sai. Tuy nhiên, văn bản chính thức mãi cho đến ngày 10 tháng 6, 1961 mới được Quốc hội Cộng sản thông qua và chính thức áp dụng từ ngày 8 tháng 9, 1961. Bất chấp Hiệp định Ba Lê đã ký kết vào năm 1973, Cộng sản Việt Nam vẫn xua quân cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1975. Ngay sau đó, họ đã cho thiết lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam một hệ thống nhà tù lấy tên là các trại cải tạo để giam giữ những quân nhân và viên chức chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã dựng lên khoảng 150 trại giam khắp đất nước, phân loại như sau: trại giam ở thành phố để thẩm vấn, trại giam dành cho tù hình sự và chính trị cần khai thác, trại giam tùy theo quá trình hoạt động, trại giam dành cho sĩ quan cao cấp và nhân viên tình báo. Trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Pháp, Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng đã đề cao chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Những người thuộc chế độ cũ là phạm nhân từng nhúng tay vào tội ác không diễn tả được. Vì thế các nạn nhân còn sống sót đòi hỏi chúng tôi phải trừng trị họ. Đối với những can phạm ấy, chúng tôi luôn cố gắng uốn nắn họ trở thành những con người mới, hữu ích cho gia đình, xã hội và đất nước. Tôi đoán chắc rằng đây là giải pháp hữu hiệu nhất căn cứ trên chính sách khoan hồng độ lượng dẫn đến những kết quả khả quan.
Xét từ lúc ban đầu cho đến thời điểm này, tôi tin rằng nhà nước đã giải quyết vấn đề này một cách tích cực. Tuy nhiên, trên tờ Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Ngọc Giao, một trí thức thiên tả, đã viết rõ: chính sách cải tạo là một tiến trình dài hạn được nghiên cứu và quản lý chặt chẽ, toàn diện và cụ thể. Chúng ta phải quản lý tư tưởng, lời nói và hành động, quan điểm và lối sống, quan hệ xã hội đi lại, phải phối hợp quản lý, giáo dục với thẩm vấn. Trên thực tế, việc giam giữ chỉ nhắm đến các mục tiêu là phân hóa hàng ngũ và cô lập tập thể những người đã phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình tập trung các đối tượng bắt đầu từ tháng 5 1975 dành cho hạ sĩ quan. Tháng 6 1975, Cộng sản Việt Nam loan báo sĩ quan trung cấp phải mang theo thức ăn để trình diện và học tập 10 ngày. Sĩ quan cao cấp, các viên chức hành pháp, tư pháp và lập pháp của chế độ cũ, đảng phái chính trị phải trình diện học tập trong một tháng. Nhưng sau thời hạn đó, không một ai được thả về. Tờ Orange County Register phát hành ngày 29 tháng 4, 2001 đã tổng kết những tài liệu từ nhiều nguồn, có cả tài liệu xác nhận của Cộng sản Việt Nam, và đã thực hiện trên 800 cuộc phỏng vấn các cựu tù nhân thuộc những thành phần khác nhau. Kết quả thu thập được, khoảng 1 triệu người đã bị bắt giam mà không được xét xử bởi một phiên tòa chính thức nào. Theo các bản nghiên cứu phát hành bởi các viện nghiên cứu của Hoa Kỳ và Âu Châu, khoảng 165.000 người đã chết trong các trại giam. Hàng ngàn người bị bạo hành hay tra tấn, tay và chân bị xiềng trong các tư thế đau đớn trong nhiều tháng. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hầu hết tù nhân bị giam cầm lao động trong thời hạn từ 3 năm đến 10 năm. Nhiều tù nhân bị giam lâu đến 17 năm. 1/3 các gia đình miền Nam Việt Nam có thân nhân trong trại cải tạo. Tổ chức Aurora Foundation cho biết, Cộng sản Việt Nam đã đưa cán bộ đi huấn luyện về quản trị trại tù và kỹ thuật tra tấn tại Liên Xô và Đông Đức. Trong các cuộc phỏng vấn cựu tù nhân chính trị của Aurora Foundation, một số trại giam được các tù nhân vẽ lại theo trí nhớ, cho thấy các trại giam quá chật hẹp, tồi tệ. Một số trại giam được nhắc đến vì tính chất đối xử tàn bạo với các tù nhân như trại Bến Giá giam giữ tù chính trị, tôn giáo, dân sự, vượt biên, đảng viên Cộng sản bỏ đảng. Trại có những chuồng cột để từ cùm chân đánh đập đến xử tử tù nhân. Trại Cây Cầu ở Tây Ninh, trại Cồn Cát ở Hậu Giang nổi tiếng về những chuồng cột và tra tấn dã man. Trại Thủ Đức, nguyên là trường sĩ quan bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một thứ chuồng cột như một hầm tối kiên giam, cán bộ đối xử tàn bạo với tù nhân trong suốt thập niên 1980. Trại Số Máu giam giữ sĩ quan và cảnh sát, những người cộng sản hồi chánh thường bị tra tấn, cùm chân, nhốt trong các thùng hàng Connex nóng nực. Nơi đây cũng đã xử bắn một số tù nhân. Trại Gia Rai, tỉnh Đồng Nai và trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai Kon Tum chứa gần 6.000 tù nhân, đủ mọi thành phần sĩ quan, viên chức hành chánh, chính trị. Trại Nam Hà tại Bắc Việt, ngoài sĩ quan, dân sự, họ còn giam giữ cả tù hình sự. Aurora Foundation đã phỏng vấn những cựu tù nhân và trưng dẫn một số tội ác được ghi lại trong cuốn Vi phạm nhân quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, liệt kê tài liệu thảm sát của Cộng sản Việt Nam, thu thập được từ tháng 4 1975 đến tháng 12 1988. Đó là cuộc thảm sát tại trại Phú Khánh. Họ cho biết đêm 4 tháng 8 năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã tàn sát 373 người quốc gia tại 5 địa điểm khác nhau. Tại Lưu Ba, một ngôi đồi gần làng Hòa Vinh,
gần núi Trinh Ông thuộc dãy Trường Sơn, có 225 người bị hành quyết. Tại Hố Ngựa, một ngọn núi gần trạm xe lửa làng Hòa Quang, 27 người bị trói lại với nhau và bị bắn cho đến chết. Quân Cộng sản đã giết 85 người tại các trại Tường Quang và Ngọc Phong, rồi chở đến bỏ tại núi Thọ Vực. Cộng sản Việt Nam tiếp tục thảm sát ngày 8 tháng 4 năm 1975 tại cây xốp gần làng Liên Trì, tỉnh Phú Khánh bằng cách bắt cóc 6 người đập đầu và quăng xuống hố. Tại Cầu Dài, trên con sông chảy qua Đà Rằng trên quốc lộ 1, Cộng sản Việt Nam đã trói 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa lại với nhau và dùng xe kéo qua cầu rồi quăng xuống sông. Theo chính sách quản trị tù binh, Cộng sản Việt Nam thường xuyên chuyển trại để tù nhân không liên lạc được với nhau và gia đình không thể biết vị trí giam giữ thân nhân của mình. Tại một số trại giam, gia đình chỉ được cho thăm nuôi 15 phút mỗi 3 tháng. Riêng những tù nhân đặc biệt, gia đình không được thông báo tình hình, không được thăm nuôi, không được thông báo ngay cả khi chết vì bệnh hay bị hành quyết. Phan Nhật Nam, ông là sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù. Chức vụ cuối cùng là thành viên trong Ủy ban Liên hợp quân sự bốn bên, một tổ chức theo Hiệp định Paris năm 1973. Ông bị tù Cộng sản 14 năm, trong đó có 8 năm biệt giam. Cái đoạn đường 14 năm tù đó nó có một phần đặc biệt là hết hơn 12 năm ở ngoài Bắc, và trong đó có 8 năm hơn là ở trong một cái hầm. Ở từ trại Nam Lâm Sơn, Thanh Hóa lên trại Thanh Cộng, rồi đến trại Hà Nam Ninh. Chúng tôi bị đưa ra Bắc là ngày 19 rạng 20 tháng 6 1976. Thành thử bây giờ nói cái trại nào mà khắc nghiệt nhất thì tôi quả tình tôi không biết ở phía ngoài. Tôi chỉ biết được ở phía trong, và mỗi trại nó có một tính cách riêng. Ví dụ như cái trại Nam Lâm Sơn đó, thì khi mà lần đầu tiên mà tôi vào ở cái hầm số 2, hầm số 1 là anh Trần Quốc Chí, có 10 quốc gia hành tránh, hầm số 2 là chính tôi, và phòng số 3 là ông Cao Văn Bảy, giáo sư Việt Quý Ký, và ông đó là Tổng Thư ký Liên minh Dân chủ Cao Đài. Thì cái phòng số 4 mới kinh hoàng, đó là anh Trần Công Thành, đó là một anh lính biệt kích. Thì anh ta bị từ năm 66, mà cái ngày mà tôi gặp anh ở trại Nam Lâm Sơn Thanh Hóa là tháng 2 năm 1979, năm tàu đánh Việt Nam, và anh ta tiếp tục bị cùng như vậy là mười mấy năm tù. Tuy nhiên có thể có những cái trại nó rất là đặc biệt, ví dụ như cái trại Tuyết Tiến Hà Giang, nó gọi là trại cổng trời, vì đường đi lên dù tháng 6 mùa hè cũng phải mặc áo bông kép. Mà cái số nghĩa trang nó 600 mấy người, nó đông hơn cái số trại viên. Và ở trong trại đó đã từng có xảy ra cái tình trạng có nhiều người chưa chết nhưng đem đi chôn sống, nhưng xuống dưới đất ấm quá ông ta lại bò về trại lại. Tuy nhiên cái trại Nam Lâm Sơn của Thanh Hóa chúng tôi, một trong những cái trại khắc nghiệt nhất và trại khuôn mẫu của công an miền Bắc, thì trong cái trại đó tôi để chịu tình trạng kiên giam lần thứ hai. 8 tháng Giêng 1988 tôi mới được đi ra khỏi cái hầm lần thứ nhất. Đi ra để làm gì? Đi ra để chuyển lên trại Hà Nam Ninh để tiếp tục nằm ở trại Hà Nam Ninh, trong hầm Hà Nam Ninh, nhưng mà khá hơn, rộng rãi hơn. Thì lần ra đi đó tôi đi với một nhân vật bây giờ này nói ra ai cũng biết, đó chính là Linh Mục Ta Điều Nguyễn Văn Lý. Thì đến có một hôm ngày Tết thì cán bộ trưởng trại, tức là Đỗ Mười, tức là em của Đỗ Năm, đúng nguyên tắc mặc áo quần đẹp vào mở còng cho tôi bỏ ra. Thì tôi bỏ ra thì ông ta lấy một báo thuốc mới cho tôi một điếu, hỏi tôi câu thứ nhất, anh có khỏe không? Tôi đã bị giam từ 81 đến 85, bị cùng cái chân như vậy, bây giờ bỏ ra tôi thì khỏe hay không khỏe thì biết ngay. Rồi anh có nhận được tin nhà không? Tất cả hình ảnh giấy tờ thư từ của nhà tôi ở bên Mỹ gửi về là nó thâu, nó vất đi đâu hết. Và câu thứ ba, thôi anh vào nghĩ đi nhá. Tôi nghĩ rằng cái tình trạng của Ivan Denisovich, tình trạng của anh Gorbachev ở trong đặc nét Enun, nó khác với những cái người tù ở trong Nam. Vậy ví dụ như trường hợp ứng xử của tôi, biết đánh tôi vô ích, mà khai thác tôi cũng có điều gì để khai thác. Thôi bây giờ chỉ có một cách để đánh vỡ cái sự đề kháng ở trong đầu của tôi, bắt tôi ở trong sự kiên giam tuyệt đối.
tôi đã mất tất cả những ý niệm về thời gian, về không gian và về tất cả những cái phản ứng của một cái con người bình thường. Phạm Trần Anh, trước năm 1975, ông là đốc sự hành chánh tại tỉnh Lâm Đồng. Sau ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, ông thành lập Mặt trận Phục quốc, sau đó bị bắt giam 20 năm, trong đó có 9 năm cùng chân. Thì Cộng sản bắt chúng tôi vào ngày 3 tháng 7 năm 1977 và ngày 3 tháng 8 năm 1978 thì họ xử án của cái gọi là Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cáo buộc tội danh lật đổ chế độ và xử bản án chung thân. Thì chúng tôi đã đi rất nhiều trại tù, và một trong cái trại tù khắc nghiệt nhất mà nó là cái trại Trường Giới đối với những phần tử mà họ gọi là đối tượng nguy hiểm cho an ninh quốc gia, cực kỳ phản động chữ Việt Cộng, và đối với cán bộ là cái trại kỷ luật của họ. Thì cái nơi đây là cái chúng tôi gọi là cái thung lũng của tử thần, hay là cái địa ngục của trần gian, tức là tất cả những cái kỹ xảo về đàn áp tù, quản lý tù thì nó tập trung ở đây. Và tất cả những cái gì gọi là hung bạo nhất, tinh vi và quỷ quyệt nhất thì Cộng sản đã áp dụng trong cái trại này. Thì so với các trại khác của các anh em sĩ quan quân đội tập trung, mỗi trại nó có một cái màu sắc khác. Thì nhưng đối với anh em tù chính trị, đây là một cái trại mà chúng tôi gọi là cái sự sống và cái chết nó bất cứ lúc nào. Một cái thí dụ như là cái thực phẩm lương thực, thì cái chế độ lương thực là chỉ có 7 kg. 7 kg có nghĩa là khoảng 14 pound trong một tháng. Thì cái trại Salim, cái nơi Salim này, chúng tôi được nghe lại những cái câu chuyện rất là hào hùng. 5 vị linh mục đã chết trong Salim. Một trường hợp khác là Thượng tọa Thích Thiện Minh, là cái người tù 26 năm và đã được đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc điều tra về bất bao dung tôn giáo, là Sơ Abdel Fattah Mo tuyên xưng là tù nhân lương tâm của Việt Nam. Thì Thượng tọa Thích Thiện Minh đã bị đánh 100 roi điện và bị đánh bằng mũi súng và bị sưng phổi, tạo thành một cái cục biếu mà cho đến bây giờ cái cục biếu đằng sau lưng vẫn phải đi điều trị. Họ chủ trương cái nơi này là nơi để triệt tiêu những cái phần tử chống đối mà nguy hiểm nhất. Cái thời điểm của chúng tôi là cái thời điểm mà họ đã bắn bỏ trên 300 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam. Trong đó có 2 linh mục Nguyễn Hữu Hiệu và một vị linh mục nữa. 2 phụ nữ là chị Trương Ánh Loan và chị Trần Thị Lan. Và chị Trần Thị Lan bị xử tử hình ở Gò Công năm 1976, trong lúc chị có mang 8 tháng cùng với người chồng. Và cái người chứng nhân của cái câu chuyện đó là Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, bây giờ đang ở tù năm thứ 36 trong chế độ Cộng sản. Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh ta đã làm bản nhạc là Ủy ban quân quản Tiền Giang giết người. Ma Vương hô hố tiếng cười, Cộng sản vừa bắn 2 người thành 3, trong đó có một cái bào thai 8 tháng. Đây là một cái tội ác, không những đối với dân tộc Việt Nam mà đối với cả nhân loại. Mà cái điều 6 của quốc tế công pháp, của công ước các quyền dân sự và chính trị, đã nghiêm cấm tử hình tất cả những phụ nữ có mang. Chỉ trong vòng 6 năm sau ngày thành lập mà cái nghĩa trang đã lên tới con số cả ngàn người. Nó đói khát đến mức độ là các anh em ở tù hình sự, họ chỉ mong một người chết. Đây là một cái thực tế đau lòng. Mong người chết để gì? Để họ tình nguyện họ đi chôn thì được ăn một cái chén cơm với quả trứng. Sau khi cúng cái người chết, cá nhân tôi, cái lần kết cung cuối cùng, thì họ muốn khai thác anh, họ gặp và họ nói là tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh khai báo thì có thể mạng sống anh giữ được. Thì một buổi sáng trong xà lim khoảng 4 giờ, cái nhà bếp mà họ dậy sớm, mà đụng nồi chảo bên kia thì biết là có tù nhân ăn gà. Thì những người thường thường họ ra, họ dậy lúc 5 giờ. Thành ra anh em trong đó lúc đó biết có người sẽ ra đi thì cầu nguyện. Và những năm đầu tiên thì khi vừa mở cửa kêu tên Nguyễn Văn A thì anh em đã hô đà đà Cộng sản và Việt Nam muôn năm. Thành ra Cộng sản họ lấy cái kinh nghiệm vừa mở ca nhét cái chanh vô vào miệng. Sau đó là làm cái ngàm.
giống như con ngựa nhét vô, cho ra ăn, gọi là ăn gà, mà con gà nhỏ tượng trưng rồi đem đi bắn. Thì tôi cũng trải qua cái giờ phút đó. Dẫn tôi ra cọc, cột lại, thì tôi lúc đó thì tôi cầu nguyện, bởi vì tôi chấp nhận cái chết. Nghe khẩu lệnh và một tràng đạn bắn, thì tôi cũng lặng người. Tôi tưởng mình chết, nhưng mà cuối cùng mình không có cảm giác mình chết. Thì một lúc sau tôi mới nghe cái tên công an nó chỉ huy xin lỗi, là nó chỉ thề mà địt mẹ nó, thả nó ra. Thì tôi biết rằng cộng sản nó dùng một cái khủng hoảng tinh thần để mình có thể khai thác lần chót trước cái chết. Thành ra tất cả những cái mà gọi là địa ngục trần gian thì tôi cũng được may mắn đi qua những cái điều đó. Và trong tận cùng của cái chết, cận kề cái chết, mới thấy ý nghĩa được hai chữ tự do và cái lý tưởng của chúng ta. Nhưng mà cái chủ trương trước sau như một của cái gọi là chính sách cải tạo là, thứ nhất, vắt cạn sức lao động của tất cả những người tù, những thành phần chống đối. Và khi về, 5-10 năm sau trở về thì cũng là thân tàn ma dại. Thứ hai, chủ trương của họ là triệt tiêu không những cái cá nhân chống đối, mà triệt tiêu cả cái thành phần của gia đình. Rồi vì con cái không được đi học, cả cái gia đình, cả một cái thành phần xã hội kiệt quệ luôn. Và cái thứ ba là cái chấn áp và khủng bố tinh thần để cái ý chí chống đối không còn nữa. Vương Thế Hạnh, trước 1975, ông là sĩ quan thám sát đặc biệt trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đi tù 10 năm, trại cuối cùng là trại Vĩnh Phú tại miền Bắc. Ông nhấn mạnh về chính sách tra tấn thầm lặng của Cộng sản Việt Nam như sau. Chính sách suy dinh dưỡng được áp dụng triệt để trong tất cả trại tù. Thì tiêu biểu nhất ở tại trại Vĩnh Phú đó, mà tôi đi ra ngoài đó vào tháng 6 năm 1976, thì các bữa cơm đó không ngoài gì mà một thìa cơm với lại hai củ khoai. Lần mà anh em chúng tôi đi tới chỗ chết, không còn sức lực nữa. Như về vấn đề kỷ luật, nhiều hình thức lắm. Nó cảnh cáo và nó bắt đi lao động gấp hai lần. Hoặc không gọi là chống đối chính quyền thì nó cho tù ở trong tù. Nó có một cái nhà khoảng là hai thước, cao khoảng chừng 3 thước, có một cái cửa. Và ngoài cái cửa, trước khi bố cái cửa, bên cạnh cái cửa thì nó có một cái lỗ, nó gọi là cái cổng lập là. Đúc cái cổng lập là đó. Và trong lập là nó có cái chìa khóa. Thì anh vô anh nằm, anh ngồi trong đó thì xin lỗi, có cái cầu tiêu nhỏ trong đó thôi. Như vậy thì anh đưa hai cái chân lên, đưa cho hai lên cái cổng lập là đó, nó cọc lại, rồi nó khóa. Rồi ở ngoài lâu lâu cứ 1 tiếng, 2 tiếng lần, cán bộ đi ngang nó lắc lên. Như vậy là trong này là coi như là nó sát, như vậy là sức chân nó tấy. Thì nó nhốt thường thường như vậy từ 1 tuần đến 15 ngày. Mục đích cái vấn đề nó có những cái chính sách làm coi như là tê liệt hết cả về vấn đề sức khỏe con người, không ngoài mục đích là mình không chống đối được, không còn sức lực đâu nữa để mà chạy hay là trốn trại hay là bất cứ cái gì. Là nhân chứng về trại giam nổi tiếng nhiều người chết vì đói, vì sốt rét, vì bị hành hạ cho đến chết, nhà văn Hải Triều đã mô tả trại Katot như sau. Sau năm 75 thì tôi cũng như tất cả các sĩ quan khác bị dồn vào trong các trại tù Việt Cộng ở trên khắp nước. Tôi đã qua 3 trại tù, trại tù tàn binh Katot, trại tổng trại 8 tù tàn binh Sông Mau và trại lao động Bình Tú. Những ngày đầu khi bị dồn đến trại Katot là tôi thấy cái bản chất tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam xuất hiện ngay trong những ngày đầu. Và khi chúng tôi lên đó thì chúng tôi bị đối xử không phải với tư cách là một trại viên cải tạo hoặc một tù, nhưng mà Cộng sản đối xử với tôi như những thú vật ở trong rừng. Chúng bắt chúng tôi xếp hàng và chúng tịch thu tất cả những cái mùng mền, chăn, chiếu, kể cả giày dép. Và sau đó, ngay 24 tiếng đồng hồ, sau đó thì Cộng sản Việt Nam đã bắt chúng tôi đi lao động để lợp những cái mái tranh làm cái trại học tập. Nhưng mà sự thật ra đó không có học tập gì hết. Và chúng tôi đã phải làm việc, lao động cực nhọc mà dép không có để mang, phải đi chân trần. Và ngủ thì không có mùng mền, mặc dù chúng tôi có đem theo và bị tịch thu. Cộng sản Việt Nam
đã nuôi dưỡng chúng tôi bằng những cái gạo mục ở trong rừng. Và đó là cái trại đầu tiên chúng tôi không được thăm nuôi, không được tiếp tế, không được tiếp xúc với gia đình. Trong suốt thời gian ở đó, đó thì chúng tôi đã tiếp tục chôn những anh em vì đói rách và vì bệnh tật rất là nhiều. Và trại Cà Tót là một trong những trại bị sốt rét nhiều nhất ở nước Việt Nam. Và trong thời gian ở trong trại Cà Tót, Cộng sản Việt Nam đã hành hạ anh em bằng đủ mọi hình thức. Mà tôi nghĩ rằng trong đó đó, sự phản ứng của anh em đó là một sự phản ứng âm thầm của một người chờ chết mà thôi. Ở trong trại đó, nếu mà có một phản ứng, Cộng sản Việt Nam bắn mà không thắc mắc gì tới gia đình. Và ở trong đó đã có một vài trường hợp điển hình, như trường hợp của Đại úy Thông Ngộ của tiểu khu Bình Thuận đã bị bắt giăng hai tay cột ở trên một cái giường tre giữa rừng để phơi nắng và phơi sương giữa ban đêm. Mỗi trại tù có một sự tàn bạo khác nhau. Và cái sự tàn bạo đó, nhiều lúc tôi có cảm tưởng rằng nó tùy theo cái bản tính hoặc tùy theo địa phương. Cộng sản Việt Nam đó không đối xử với chúng tôi như một tù binh, nhưng mà đối xử với tôi như một kẻ phải bị trả thù. Một trong những trại tù được các cựu tù nhân nhắc đến nhiều nhất với nỗi kinh hoàng mang tên trại Quyết Tiến, thường được gọi là Cổng Trời. Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm Quần đảo ngục tù của văn hào người Nga Alexander Solzhenitsyn. Trại Cổng Trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của Hà Nội, có truyền thống đã vào thì không bao giờ ra. Trại này để bí mật chôn vùi 300 anh em tù biệt kích miền Nam và hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục Công giáo, cũng như giới trí thức chống chủ nghĩa Cộng sản. Nằm ở độ cao khoảng 2.000 mét, khí hậu thường dưới 0 độ, nơi đây rét lạnh, đói và cực hình quanh năm. Trại đã có từ thập niên 1950, khởi đầu với 72 người, giam giữ đa số là các linh mục, tu sĩ và giáo dân Công giáo, bị bắt trong chiến dịch tiêu diệt tôn giáo. Hai người đầu tiên vào đó chết là Linh Mục Vinh và Linh Mục Quế, rồi lần lượt sau đó các tu sĩ đều chết hết cả. Trong số này có ông Kiều Duy Vĩnh, bị kết tội địa chủ, và Nguyễn Hữu Đan, thuộc phong trào nhân văn giai phẩm. Hai người này sống sót vì không phải Công giáo. Ông Kiều Duy Vĩnh mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp võ bị, là đại úy tiểu đoàn trưởng nhảy dù. Năm 1954, ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần tổng cộng 17 năm. Trong đó có nhiều năm, ông bị giam ở trại giam Cổng Trời. Ông kể lại những ngày tù kinh hoàng ở trại giam Cổng Trời qua các hồi ký, từng phổ biến trên tạp chí Thế kỷ 21. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các linh mục, giáo dân và tu sĩ Công giáo mà ông gọi là các thánh tử đạo. Năm 1979, Trung Cộng đánh Việt Nam khiến cho trại Cổng Trời đóng cửa. Biến cố này đã cứu sống 32 người biệt kích và 38 tù nhân miền Nam. Họ được di chuyển về trại Thanh Cẩm ở Thanh Hóa. Sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, nhà văn Trần Nhật Kim đã tham gia lực lượng phục quốc, phụ trách về thanh niên chống cộng để chống lại chế độ Cộng sản. Ông đã trải qua 6 năm trong các trại giam từ Nam ra Bắc. Một trong những trại giam ông muốn thuật lại là trại Cổng Trời. Tôi phụ trách về tổ chức sinh viên chống cộng tại Sài Gòn, Gia Định và Chợ Lớn. Và tôi bị bắt sau 7 tháng hoạt động. Tôi bị bắt và giam tại trại miền Nam cũng như miền Bắc trong vòng 6 năm. Sau 3 tháng bị kỷ luật tại trại Nam Hà thuộc Hà Nam Ninh, Bắc Việt. Vì chống lại chế độ vô nhân đạo của cán bộ trại, nên hai năm tù chúng tôi, trong đó có linh mục Nguyễn Hữu Lễ, đã phải chuyển trại lên trại Cổng Trời vào đêm Giáng sinh 1977. Trại giam Cổng Trời có tên là Quyết Tiến thuộc tỉnh Hà Giang. Vì ở trên độ cao nên địa phương gọi nó là trại Cổng Trời. Trại kỷ luật số 1 của Bộ Nội vụ Hà Nội với thành tích 4 năm cầm cổ động, trại Cổng Trời không có nằm ở trong danh sách các trại tù miền Bắc.
20 người chúng tôi đến từ trại Nam Hà được giam trong một căn nhà nhỏ gần nhà bếp. Phần ăn mỗi ngày 2 bữa được nhà bếp bán lên tận phòng. Chúng tôi chưa phải đi lao động vì còn phải làm thủ tục nhập trại. Qua khe cửa có bức tường ngăn với khu kỷ luật, chúng tôi nhìn thấy cán bộ mang anh khoan, một biệt kích nhảy bắt trước năm 70. 4 người đánh đập anh cho đến khi anh ngất xỉu. Chúng tôi gặp cán bộ tố, thì cán bộ tố bảo với chúng tôi như thế này: các anh muốn trốn trại thì cứ trốn, nhưng tôi báo cho các anh biết trại này chưa có ai trốn thoát. Trại Cổng Trời có khoảng 1.000 tù nhân, một trại hình sự gồm thành phần trộm cắp, cướp của, giết người, án nặng từ 10 năm đến chung thân khổ sai và tử hình. Về vấn đề lao động thì chúng tôi được đưa vào khu O, một nhà tù đặc biệt trong một trại giam, một khu được bao quanh bằng một vòng tường cao hàng chục mét, trên có răng nhiều kẽm gai. Trên đầu tường có những trạm gác ngày đêm. Hình thức kỷ luật của các trại cũng giống nhau, từ các trại nổi tiếng miền Bắc như Nam Hà, Thanh Cẩm đến Phong Quang, Phú Lưu đều có chung hình thức như là kiên giam và kỷ luật. Từ xích chân đến xích tay, còng hai tay vắt chéo đằng sau lưng như là cánh cung, hoặc hai chân đút vào trong khoen sắt, một khoen sắt dính ở trên mặt nền trại giam. Tôi rời trại Cổng Trời vào tháng 8 năm 1978, trước khi quân đội Trung Cộng đánh phá các tỉnh biên giới miền Bắc và trại Cổng Trời đã bị phá hủy hoàn toàn. Trần Tử Thanh, ông là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị tù Cộng sản 15 năm, là con của cố luật sư Trần Văn Tuyên. Đặc biệt là lúc 3 tuổi, cá nhân chúng tôi bị Cộng sản bắt cóc cùng với bà Vú và giam giữ chúng tôi cho tới 6 tuổi mới thả ra. Cái lý do mà bắt chúng tôi đó, sau này lớn lên thì tôi mới biết là Cộng sản sở dĩ mà bắt giam giữ chúng tôi và cách ly chúng tôi với gia đình để làm áp lực với thân phụ chúng tôi là cố luật sư Trần Văn Tuyên, để luật sư Trần Văn Tuyên trở về hàng ngũ của những người Cộng sản. Cái lần thứ hai là sau 1975, chúng cho một số đơn vị an ninh đến nhà và bắt tôi ngay tại nhà và giam giữ tôi 2-3 ngày ở một cái đơn vị công an. Sau đó 3 ngày chúng lại thả tôi ra và cho một số bộ đội canh gác ở ngoài cửa. Vài ngày hôm sau thì chúng đến bắt tôi, lần này là lần chính thức bắt đưa đi vào trại giam. Và khi mà bị đưa ra miền Bắc vào ngày 19 tháng 6 năm 1976, cho tới khi được chuyển về miền Nam thì tôi trải qua tất cả là 12 trại. Đặc biệt là những cái trại này nó nằm ở trên phía Tây Nam, tức là giáp danh của biên giới với Việt Nam và Trung Quốc. Và cái trại mà khắc nghiệt nhất theo tôi đó là cái trại mà chúng tôi gọi là cái trại Văn Bàn, tức là nó ở cái Nậm Bô, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn ở tỉnh Hoàng Liên Sơn. Riêng một cái trung đội của chúng tôi có khoảng 30 người. Khi mà chúng đưa chúng tôi lên cái vùng này đó, cái vùng mà người dân địa phương hoặc những anh bộ đội họ gọi là ruồi vàng, bọ chó, gió than uyên. Trung đội chúng tôi đưa lên 30 người, trong vòng 2 tháng chết 8 người. Trong cái vùng này đó thì ruồi vàng nó rất nhiều. Khi mà đi qua một con suối, sợ quần nó bị ướt, vén cái quần lên, vừa mới bước lên trên bờ là ruồi vàng nó bu hết vào hai chân. Và nó cứ bám vậy thôi. Anh đuổi nó không đi, trừ khi anh vuốt nó xuống, thì anh vuốt xuống nó đã hút máu rồi. Ở trên cái vùng này đặc biệt là anh em chết quá nhiều. Chết thứ nhất là bị đói. Cái chết thứ hai là bị bệnh kiết lỵ. Chết vì rét, chết vì lao động, không được xem sách vở bất cứ báo chí nói tiếng nước ngoài, tức là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, anh có lẫn vào một chữ, anh nói cả tên thuốc nó lẫn vào đấy, sẽ có người nó tố cáo anh. Thì ngày hôm sau anh sẽ bị gọi lên và có những vấn đề rắc rối ngay. Và sau đó có thể anh bị đi cùng. Cái thứ hai, nếu mà anh lao động yếu, anh còn chống đối, lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai sẽ đưa anh vào cùng. Và cùng đây, một cái lệnh cùng đó thường là 14 ngày. Một hình thức có thể cùng một chân,
có thể cùng hai chân. Khi mà nói chuyện, tôi hay đả phá chế độ thì bị một số anten họ báo cáo lên trên. Ngày hôm sau, an ninh của trại họ gọi tôi lên. Họ áp đặt tất cả những cái tội vào cho cá nhân tôi. Thì sau đó họ bắt tôi ký vào cái biên bản, tôi không ký. Họ nói, anh không ký, tôi vẫn cùng anh như thường. Họ đưa họ cùng tôi một tháng. Anh biết khi mà cùng hai chân một tháng đó, anh ra là anh chỉ có bò thôi. Hầu hết tất cả các trại cải tạo từ Nga Xô cho tới Đông Đức, cho tới Việt Nam đều là cùng một cái chính sách hết cả. Đại đa số những cái người mà cai tù của Việt Nam đã được sang Nga Xô học. Chính một anh kỹ sư đã nói với tôi là chúng tôi được sang Siberia, họ gọi Siberia, tôi biết là cái đó là Siberia, để học cái cách làm thế nào để quản lý cái trại giam. Làm cách nào để tiêu diệt cái ý chí đấu tranh của cái người bị giam giữ. Tôi có đọc sách báo một số về cái trại tù Gulag của Solzhenitsyn viết. Thì nó cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái trại tù của Việt Nam đó, có một cái là nó muốn đem mình ra, nó bắn lúc nào nó bắn. Chẳng hạn như anh đại tá Võ Toàn, anh khóa 16 Đà Lạt, ở cái trại Tiên Lãnh ngoài Bắc. Nó chỉ mời anh đi ra, đi theo cái cán bộ, nó mời anh đi ra, đi với nó, đi vào chân núi. Thế là nó bắn anh chết tại chỗ. Cái trại cải tạo họ gọi là cái tên là cải tạo. Sau này ở bên ngoại quốc này, ở bên Mỹ này họ gọi là re-education camp. Nhưng mà thật sự chẳng có cải tạo gì cả. Họ đưa vào trong đó cái hình thức thứ nhất là để trả thù. Cái hình thức thứ hai, để cho thế giới biết rằng chúng tôi được ở trong cái trại giam này, và chính họ, Bộ Nội vụ họ ra cái thông cáo rõ ràng, họ bảo giam giữ những người này để chuyển biến họ, cải tạo họ thành những người tốt, thành những người lương thiện. Đó là một hình thức họ nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ra đó là một cái cách để tiêu diệt dần dần mà ở ngoài không ai biết hết. Một trong những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là luật sư Trần Văn Tuyên. Ông bị giam tại trại Vĩnh Phú miền Bắc. Trong một buổi họp của trại giam, ông bị bất tỉnh. Cán bộ quản giáo chở ông trên một chiếc xe. Họ nói là đem đi bệnh viện tỉnh chữa trị. Sau đó, họ chở ông về, tuyên bố các bác sĩ đã tận lực cứu chữa, nhưng ông đã chết vì xuất huyết não. Họ cho biết bệnh nhân đã chết lúc 2 giờ sáng, ngày 29 tháng 11, 1976. Trại giam đã không đưa ra một giấy tờ nào xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân. Các bạn tù cùng phòng với ông không ai tin điều này. Họ cho rằng luật sư Tuyên đã không được mang đi cấp cứu mà đem đến một nơi nào đó bỏ mặc cho đến chết. Trong chuyến công du sang Pháp năm 1977 để xin viện trợ, khi báo chí Pháp hỏi về tình trạng của luật sư Tuyên, ông Phạm Văn Đồng trả lời quanh co và tuyên bố rằng luật sư Tuyên vẫn mạnh khỏe trong trại cải tạo. Hai năm sau, Cộng sản mới chính thức phổ biến cho báo chí tại Hòa Lan: luật sư Tuyên đã chết vì xuất huyết não. Please give a message to President Reagan. What do you want to tell him? Every prisoner is a scam. We'd like to have freedom life. Mm-hmm. And I think that the freedom world can save us. Save you. Save us. Bring us out as quick as possible. Ông Đoàn Viết Hoạt, nguyên là phụ tá viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã nhận được các giải thưởng quốc tế về báo chí và nhân quyền. Ông bị bắt giam và bị kết án 20 năm. Nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, Cộng sản Việt Nam đã trả tự do và buộc ông phải rời khỏi Việt Nam. Cái đợt bắt thứ nhất thì chúng tôi hoàn toàn bị giam ở tại Sài Gòn thôi, trong trại Chí Hòa. Chúng tôi bị nghi là làm việc với cơ quan nước ngoài, thì chúng tôi bị nhốt chung trong một buồng và hoàn toàn không được ra khỏi cái buồng đó trong suốt thời gian hơn 10 năm đó. Từ 76 cho đến 82, 80... thì rất là gắt. Thí dụ như là chỉ cần nhìn một cái người tù khác ở buồng bên cạnh là có thể bị phạt rồi.
Và mỗi lần phạt như vậy đó thì thường thường là 2 tuần xích cái chân mình vào một cái thanh sắt, nhốt ở trong một cái buồng dưới gầm cái cầu thang đấy, nhưng mà hoàn toàn không được mặc quần áo, chỉ có một cái quần đùi. Thì sau khi ra tòa, tôi bị án 20 năm rồi hạ xuống 15 năm đó, rồi đưa ra tòa, đưa ra các trại cải tạo. Nhưng mà trong người tù chính trị thì có 2 loại. Cái loại mà có vũ khí thì họ đối xử gắt gao hơn nhiều. Thí dụ như là họ có thể đánh đập, họ có thể tra tấn để mà tìm ra cái cơ sở hoặc là cái mật khu. Trong cái những có những anh em mà có chạy vào trong rừng hay là trong núi để mà lập chiến khu mà định đánh nhau lại bằng vũ khí với họ đó, thì khi họ bắt được thì họ tra tấn khá là nặng nề. Những cái người thanh niên đó họ là sĩ quan cũ của chúng ta đó, thì họ rất là gan dạ và họ đã chịu được và họ nhất định không khai ra những cái mật khu. Những thành phần chính trị mà không có vũ khí như chúng tôi đó thì họ không có đánh đập nhiều. Một cái cách mà họ làm đó là hoặc là cúp thăm nuôi của mình, tức là đặt mình ở trong tình trạng bị đói, hoặc là họ giam giữ biệt lập mình và còng tay còng chân mình ở trong một cái buồng một thời gian rất lâu dài. Có những anh em ở trong tù họ đã ở đó lâu rồi, họ có nghe cái trường hợp của tôi, có nghe đến tên tôi qua các đài phát thanh ở nước ngoài, ví dụ BBC hay là VOA, họ lén nghe được đó, thì họ đến tiếp xúc với tôi và tìm cách giúp tôi chuyển những cái bài tôi viết ra ngoài để mà lại phổ biến được ở hải ngoại đó. Thì mỗi một lần mà như vậy đó, thì khi mà đài BBC hay đài VOA mà đọc những cái bài của chúng tôi viết gửi ra được đó, thì họ lại chuyển tôi đi một cái trại khác, cho cuối cùng ra đến cái trại ở Tuy Hòa. Thì ở đó tôi vẫn gửi được một cái báo cáo về nhân quyền nhờ anh em ở trong trại họ chuyển ra được. Sau đó khi có tin rằng cái Ủy ban Liên Hợp Quốc, Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến trại để thăm và đòi gặp tôi đó, thì họ chuyển tôi và một số anh em khác, trong đó có anh Lý Tống, anh Trần Mạnh Quỳnh ra ngoài Bắc. Thì đầu tiên là cái trại Nam Hà, thì tôi có thảo một cái thơ mà sau đó 4 anh em ở trong Nam ra cùng ký tên vào để phản đối cái chế độ giam giữ phạm nhân, phản đối cái vấn đề lao động cưỡng bức. Chúng tôi gửi cái thơ đó cho Thủ tướng và nhờ trại chuyển một cách công khai, chứ không có như ở trong Nam nữa. Thì riêng tôi thì họ biết là người thảo cái thơ đó, thì họ đưa tôi lên cái trại Thanh Cẩm ở trên Thanh Hóa. Thì ở cái trại đó hoàn toàn không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự mà thôi. Và trong cái trại đó thì họ đánh đập tù nhân, có những người bị đánh đập tới chết luôn. Tôi bị cô lập hoàn toàn. Trong suốt 4 năm hoàn toàn không có người tù nào được tiếp xúc với tôi cả. Sau này tôi mới biết rằng lúc đó là họ bắt đầu thương thuyết với Mỹ về những cái trường hợp như của tôi hay là của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Tôi biết được điều đó bởi vì 6 cái tháng cuối cùng đó, trước khi họ thả đó, thì họ có đến trại làm việc cho biết rằng là họ sẽ đặc xá thả tôi trong cái đợt 1/2/9 năm đó, tức là năm 1998. Thì họ nói rằng là tôi phải làm một cái đơn xin đặc xá. Thì tôi đã tranh luận với họ, tôi nói rằng tôi không có bao giờ làm một cái đơn xin đặc xá hết, là bởi vì cái chuyện các ông bắt giam chúng tôi là hoàn toàn vi phạm vào nhân quyền. Họ đã cố gắng thuyết phục tôi 3 lần bằng 3 phái đoàn ở trên bộ nội vụ xuống, tôi đều từ chối hết. Cuối cùng họ bảo nếu có thả thì anh phải đi ngoại quốc chứ anh không ở trong nước được. Thì cuối cùng đó thì họ cho nhà tôi từ bên Mỹ về, mặc dù trước đó nhà tôi xin về họ đều từ chối, thì cho về vào thẳng trong trại để nhà tôi khuyên tôi là đi Mỹ. Trong hơn 1 triệu người chịu cảnh tù đày của Cộng sản, ngoài những nhân chứng đã phỏng vấn, có thể kể ra một số tù nhân tiêu biểu về thời gian bị giam giữ với những điều kiện khắc nghiệt nhất và chịu đựng sự trả thù tàn bạo của Cộng sản, như ông Nguyễn Hữu Cầu, đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 5 năm tù tập trung cải tạo, 32 năm tù bị tuyên án tử hình vì tố cáo cán bộ Cộng sản tham nhũng và hiếp dâm và đã sáng tác bản nhạc Vu Lan Giết Người sau khi Cộng sản xử bắn chị Trần Thị Lan tại sân vận động Tiền Giang trong lúc chị đang mang bào thai 8 tháng. Ông Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1939, mất 2012, 27 năm tù, tác giả tập thơ nổi tiếng
Hoa Địa Ngục được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Tàu, Nhật, Tiệp. Ông có tên trong sách Who's Who in 20th Century World Poetry. Hòa thượng Thích Thiện Minh đã nếm đủ những khổ nhục suốt 26 năm trong nhà tù Cộng sản chỉ vì tinh thần bất khuất trước bạo lực và niềm tin tôn giáo mãnh liệt của Hòa thượng. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhiều nạn nhân trong tác phẩm Quần đảo ngục tù của Alexander Solzhenitsyn đã được phục hồi quyền công dân và xã hội đã nhìn họ với đôi mắt khác. Trong khi những nạn nhân Việt Nam bị chết bệnh hay bị xử bắn trong trại giam không được chỉ nơi chỗ cho thân nhân đến bốc cốt. Những nạn nhân sống sót phải sống trong âm thầm không ai biết đến. Có những cựu tù nhân hàng đêm chiêm bao gặp những cơn ác mộng về sự tra tấn quá tàn bạo mà họ đã chịu đựng trong các trại giam. Đằng sau những khổ nạn của những người tù trong các trại giam khắp đất nước là những thảm kịch của gia đình, thân nhân phải sống vất vưởng bên lề xã hội. Tài sản bị cướp sạch qua các chiến dịch như đánh tư sản bại bản, đổi tiền, nhà cửa bị tịch thu, bị đẩy đi các vùng kinh tế mới, con cái không được lên đại học, khiến cho đời sống gia đình của họ khốn khổ trong nhiều năm. Tại Gulag của Liên Xô, tại các cái trại lao cải của Tàu, các trại tập trung cải tạo của Việt Nam Cộng sản, tất cả điểm chung đó là sự khinh miệt về con người. Sau 20 năm tù và gần 9 năm cùng chân, riêng đối với cá nhân tôi là cái người chịu sự đọa đày của Cộng sản nhiều. Vì cái lòng từ bi, bác ái của mỗi cá nhân chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà cái tội ác đối với cả dân tộc, gần 2/3 thế kỷ qua, tội ác đối với cả nhân loại, thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử.